Trang Hồ Điệp xin chào các bạn. Ngày hôm nay công ty Trang Hồ Điệp chúng tôi có một cái chương trình muốn hướng dẫn cho các bạn cách trồng cây lan hồ điệp và cách ra cây lan hồ điệp và cách chăm sóc cây lan hồ điệp. Và một phần quan trọng nữa đó là muốn các bạn có được những cái phân biệt giữa hoa lan hồ điệp của Đà Lạt, công ty và nhà vườn, và cũng giống như là cây lan hồ điệp của Trung Quốc, giống của Trung Quốc và giống của Đài Loan nhập khẩu để trồng tại Đà Lạt. Nó có khác nhau như thế nào và giá thành nó khác nhau như thế nào, thì ngày hôm nay công ty Trang Hồ Điệp cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Thứ nhất, những cái dụng cụ để các bạn chuẩn bị trồng lan gồm có, thứ nhất quan trọng nhất đó là các bạn phải có một cái kìm, đó là kìm cắt kẽm. Thứ hai đó là cái kéo này để các bạn làm su băng. Cái thứ ba nữa là những cái dụng cụ kéo và kìm này để các bạn cắt những cái dớn hoặc cái ti hoặc là xốp. Ngày hôm nay Trang giới thiệu cho các bạn đó là hai cái loại que ti. Cây ti để cắm lan hồ điệp nó có rất là nhiều size. Thứ nhất là chúng ta cần sử dụng cái size ti lõi thép mà bọc nhựa như thế này, là nó có rất là nhiều size 40, 30, 50, 70, 1 mét, 2 cũng có. Thì các bạn nhập theo các cái quy chuẩn mà các bạn nhập cây lan của các bạn về. Ở đây chúng tôi đang giới thiệu cho các bạn đó là hai size, đó là size 90 phân và một loại size 1m2. Và quan trọng hơn nữa, muốn cây lan hồ điệp đứng thẳng và đẹp là các bạn cần có phải có một cái cây que ti này. Cây ti này là ti sắt mà không có gỉ. Thì cái ti sắt này không có gỉ để không bị ảnh hưởng đến lan, và họ không sử dụng các cái chất dầu nhờn để bôi trơn và giữ gỉ, cho nên là không có ảnh hưởng đến cây lan. Còn quan trọng đó là cái cây dớn. Cây dớn này là cái cây dớn dinh dưỡng để trồng cây hoa lan hồ điệp từ lúc mà còn là phôi ra cây nhỏ cho đến lúc mà trưởng thành và nở hoa, là toàn bộ là sử dụng cái cây dớn này. Thì khi các bạn trồng cây lan xong, các bạn có thể ngâm cây dớn này vào nước và ủ lên trên các cái gốc cây để giữ ẩm cho cây và bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây, thì cái cây lan nó sẽ giữ được lâu hơn và đủ dinh dưỡng và đủ độ ẩm hơn. Cái mà tôi muốn hướng dẫn các bạn nữa thêm đó là khi cây lan các bạn trồng ra rồi, các bạn chuyển giao cho khách hàng, các bạn cũng cần phải bọc cẩn thận để khi mà mình di chuyển để giao cho khách cây lan, thứ nhất không bị dập cánh, không bị bụi, không bị nước mưa, không bị sương và những cái khác mà ảnh hưởng đến cái bông hoa. Thì chúng tôi thường sử dụng đó là một cái lớp bông. Cái lớp bông này thường ở trong các cái thùng lan là đều có, và các bạn có thể tận dụng được cái lớp bông này để bọc cái cánh hoa. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng cái giấy gọi là giấy vân long. Cái giấy vân long này là cái size nhỏ để sử dụng mỗi một cành hoa. Một cành hoa các bạn có thể cắt theo cái kích cỡ của cành hoa, các bạn bọc lại và các bạn lấy cái ghim này, các bạn ghim lại. Lát nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Và các bạn có một cái loại nữa là giấy vân long này, nhưng mà cái loại size lớn, đó là size khổ 1m rưỡi và cuộn nó rất là lớn, để các bạn có thể bọc cả một cái chậu lan to để di chuyển đi. Và các bạn cần có một cái khăn sạch để các bạn xong thì các bạn sẽ lau lá để cho nó sạch và cái lá nó được giữ tốt hơn. Và sau đây là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là ra lan. Khi mà cây lan hồ điệp về đến cửa hàng của các bạn, cái quan trọng nhất là các bạn phải được ra được lan, làm sao để đảm bảo được cho cây lan vẫn phát triển tốt và cái hướng hoa nó đẹp hơn. Đây là một cây lan hồ điệp của công ty chúng tôi thường cung cấp ra thị trường. Thường ấy thì là các bạn mua hoa, các bạn ít khi nào muốn mua những cái bông hoa mà nó nở hết như thế này, mà thường là các bạn muốn mua một cái cây hoa nó chỉ nở khoảng 4 bông hoặc 5 bông, còn đâu là nụ hết. Rồi các bạn về các bạn chơi nó dần dần nó nở dần ra. Ok, cách đó rất là ok. Nhưng với điều kiện là các bạn phải nhập hoa của một cái công ty nào đó, người ta có thương hiệu và người ta có chất lượng, đảm bảo với uy tín và chất lượng, thì cái cây hoa này nó mới nở được hết bông như vậy. Còn nếu như trường hợp các bạn không nhập được cái công ty hoa chất lượng thì chắc chắn một điều rằng cái bông hoa nó chỉ nở được 5 hoặc 6 bông hoa. Rồi cái nụ ở trên nó teo lại, nó héo, nó teo lại và nó rụng, nó không có chất lượng. Thì ở đây công ty chúng tôi hướng dẫn các bạn là tại sao cái cành hoa lại đẹp đến như thế này. Thì thứ nhất là về vấn đề chất lượng, giống của công ty chúng tôi nhập khẩu từ Đài Loan, nơi mà sản sinh ra cái phôi lan này đầu tiên. Và cái chất lượng của chúng tôi là chất lượng nhập cây lan chất lượng cao cấp, thì đương nhiên giá thành phải cao hơn. Thế nhưng mà khi các bạn sử dụng cây lan này, ít nhất các bạn sử dụng 45 ngày cho đến 2 tháng nếu mà các bạn biết cách chăm sóc cây lan. Và cái cây lan nở đến bông cuối cùng như thế này, và cái nụ này cũng vẫn nở. Và cái cây lan này, cái cánh hoa
nó rất là đẹp, dày. Thì trước tiên là chúng tôi sẽ vào ti. Trong thời gian vào ti này đấy, là chúng tôi vào tạm thời là định hình cây lan, cho cây lan ra khỏi thùng để cây lan nó có một cái độ thở và nó phát triển vẫn bình thường. Thì chúng tôi sử dụng đó là kẹp bướm. Kẹp bướm này có hai size kẹp bướm. Kẹp bướm này, cái size này là size nhỏ. Còn có một loại kẹp bướm size to nữa thì tùy theo sản phẩm của các bạn để các bạn nhập thêm. Thì khi chúng ta ra cây thì chúng ta lên kẹp cái cây lan thẳng lên như thế này và kẹp bằng kẹp bướm để giữ cố định cây lan. Sau đó các bạn có thể sử dụng băng keo. Cái keo này là cái size chúng tôi hay đang thường dùng, đó là 2 phân. Thì chúng tôi thường dùng 1 phân rưỡi hoặc là 2 phân tùy theo cái cây. Thì khi chúng tôi làm sử dụng thì chúng tôi kẹp lan xong rồi khi mà vào chậu thì chúng tôi bỏ những cái kẹp đấy ra và chúng tôi sử dụng những cái cây kép băng keo như thế này để chúng tôi cắt băng keo để dán cố định cái cây ti và cố định cái cây hoa theo ý của mình. Chứ chúng tôi không sử dụng những cái như bây giờ các bạn đang sử dụng. Một là các bạn sử dụng cái ti này luôn ở trên cây. Tôi thấy là các bạn vẫn sử dụng cả cái kẹp này để trên cây lan luôn. Cái thứ nhất đấy, về thẩm mỹ nó không có đẹp. Cái thứ hai á, là nó không giữ cho cây lan được cố định. Cái thứ ba nữa là cái chi phí cho cái kẹp này nó đắt. Nên chúng tôi hướng dẫn các bạn làm bằng cái băng keo này rất là đẹp về thẩm mỹ và rất là rẻ. Một số các cái cửa hàng ở thành phố cũng giống như ở tỉnh đã nhập hàng của chúng tôi về. Và chúng tôi biết là các bạn không dùng như vậy mà các bạn dùng bằng cái kẽm này. Các bạn dùng cái kẽm này để các bạn cột cây hoa thì không bao giờ đẹp được. Và cái kẽm này vô hình dung nó lại siết lại. Nó siết lại cái thân cây, làm cho cái thân cây nó bị tổn thương. Cho nên là cái cây nó sẽ không phát triển tốt. Và cái thẩm mỹ nó không có đẹp. Và khi chúng tôi trồng lên thì chúng tôi sẽ bỏ cái kẹp này ra. Đó. Một cái kẹp này các bạn mua 2,5 đồng. Đó, thì với một chút xíu băng keo như thế này thì các bạn thấy rằng không đáng. Một cái cây là các bạn có sử dụng hết 1,000 tiền kẹp. Nếu các bạn sử dụng đến 10,000 cây thì các bạn biết là bao nhiêu tiền. Trong khi đấy các bạn sử dụng cái băng keo này rất là rẻ tiền và đảm bảo được cái chất lượng cây và về thẩm mỹ nó rất là đẹp. Và cái cây lan nó đứng đẹp như thế này. Trong khi cái bông hoa nở rất là nhiều, nó nặng cái phần đầu nhưng chúng tôi làm vẫn là cái cây lan nó đứng đẹp như thế này. Thì các bạn nhìn thấy cây lan của chúng tôi rất là nặng. Mà nếu như các bạn trồng thì các bạn sẽ bị gãy và sẽ không biết cách và kỹ thuật trồng thì cái cây lan này sẽ không thể đứng đẹp như vậy được. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn là các bạn lưu ý và các bạn nên thay đổi cái cách ra hoa. Còn về phần nữa tôi muốn lưu ý các bạn luôn, đó là cách chăm sóc cây hoa lan. Cây hoa lan này á, thích ướt, thích ẩm nhưng không có thích ướt. Có nghĩa là các bạn đừng bao giờ tưới ướt quá. Ướt quá là cây lan này sẽ bị hỏng bộ rễ và cái rễ này nó sẽ không còn tốt nữa và nó bị úng bên trong. Và cây lan này không thích nóng nhưng không thích quá nắng. Ánh nắng mặt trời rọi trực tiếp vào thì sẽ bị hỏng cây. Đó. Thế nên khi các bạn bán lan hồ điệp các bạn không cần phải sử dụng ở trong phòng máy lạnh hoàn toàn mà các bạn cũng không thể để ở ngoài trời mà các bạn để thoải mái giống như các cái cửa hàng bán ở vỉa hè mà các bạn để hoa lan ra ngoài đường thì không thể nào mà cái cây lan mà nó chăm sóc tốt được. Còn thêm một cái vấn đề nữa mà tôi đã hướng dẫn cho khách hàng của tôi, rất là nhiều người bị mắc phải và họ đã bị như này. Khi mà họ nhập hoa về rất là đẹp rồi họ bán ở các cái hội chợ, họ bán ở cửa nhà, họ bán ở các cái công viên, các cái điểm ngã tư nhưng chỉ là che chắn tạm bợ thôi. Và cái mùa xuân ấy thì thường là phía Bắc và phía miền Trung ấy là hay có mưa dầm, hay mưa nhỏ, hay mưa xuân và cái khí hậu nó rất là ẩm, độ ẩm rất là cao. Mà các bạn để hoa ở ngoài thì các bạn cứ nghĩ rằng hoa hồ điệp này giống như các cái loại hoa cắt cành khác là để thoải mái không sao. Đó, để cho nó tươi, nhưng không phải. Hoa lan hồ điệp này các bạn không được phép tưới lên cánh hoa mà các bạn chỉ được tưới ẩm ở gốc cây thôi. Còn riêng cánh hoa lan hồ điệp này các bạn chỉ cần bắn nước lên là hoa trong vòng 3-4 ngày sau là cánh hoa đã hỏng. Và các bạn để ra trời mưa thì lại còn hỏng nhanh hơn vì nước mưa có axit. Cho nên tôi lưu ý các bạn khi các bạn làm lan ấy là các bạn lên bán ở trong nhà kiên cố và đừng bao giờ bán ở
những cái nơi mà không được che chắn kiên cố, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho hoa. Và khi các bạn đi ra ngoài, các bạn nên bọc lại cánh hoa, các bạn bọc lại cánh hoa như thế này để cho giữ được chất lượng cho cánh hoa. Đó, các bạn bọc từng cây vì các bạn trồng vào chậu thì các bạn bọc lại như thế này. Và các bạn lấy cái cây ghim này các bạn bấm xung quanh để giữ bảo quản cái bông hoa mình di chuyển ở trên đường bằng xe máy hay xe tải. Thì các bạn cũng vẫn di chuyển đến cái nhà khách hàng mà không bị ảnh hưởng gì. Và khi đến nhà khách hàng các bạn nên lưu ý hướng dẫn khách hàng là thứ nhất là cây lan hồ điệp này 2 ngày tưới một lần vào gốc. Và các bạn đừng nghĩ rằng thời tiết ở phía Bắc và phía miền Trung thời điểm mùa đông ấy là ẩm nhiều thì các bạn không phải tưới, nhưng các bạn vẫn phải tưới vì nó rất là thiếu nước. Và các bạn nên lưu ý khách hàng là không nên sử dụng hoa để trong phòng thờ mà nghi ngút khói hương làm cho hoa nhanh hỏng. Và cái nhà hút một trong một cái phòng ấy, phòng khách hút quá nhiều thuốc lá, cái khói thuốc lá cũng sẽ làm cho hoa rất là nhanh hỏng. Và phòng máy sưởi thì lại càng nhanh hỏng hơn. Đó, cho nên các bạn lưu ý cho khách hàng một số như vậy. Và một số các cái nhà mà họ vừa mới về tân gia thì thường là người ta được tặng hoa và người ta thường để 2-3 ngày sau thì cái hoa nó hỏng. Thì tại sao những cái nhà tân gia mà người ta để hoa không bền giống như những cái nhà bình thường? Bởi vì là trong các cái nhà mới ấy là thường còn có tất cả các mùi sơn, các mùi sơn tường, các cái mùi sơn cửa, là những cái mùi đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoa. Cho nên là các bạn nên lưu ý khi mà khách hàng gọi cho mình hỏi tại sao hoa lại nhanh hỏng như vậy thì mình phải tìm rõ nguyên nhân là tại sao. Và trong cái phòng để hoa của mình tốt nhất các bạn không nên để chung với hoa cắt cành. Các loại hoa cắt cành giống như các cái xốp hoa các bạn để, ví dụ như các loại hoa hồng, hoa cúc, hoa ly. Đó, các bạn để một kệ rồi các bạn lại để cả hoa lan ở gần đấy thì cái hoa lan này nó sẽ nhanh hỏng hơn. Bởi vì là thứ nhất là cái phấn hoa của bên hoa cắt cành nó vào cũng ảnh hưởng đến cây. Cái thứ hai nữa là các cái nấm và các cái vi khuẩn nó rất là ảnh hưởng lớn đến cây. Cái thứ ba nữa, lan hồ điệp này sống trên giá thể. Sống trên giá thể nên là không các bạn không nên để lâu quá lâu ở dưới đất. Các bạn hay ra cây như thế này xong các bạn để luôn ở dưới đất thì các vi khuẩn ở dưới đất nó sẽ rất là nhanh xâm lấn vào cây và cây nó rất là nhanh hư. Cái thứ ba nữa là các bạn trồng hoa lan hồ điệp, các bạn đừng bao giờ đóng những cái cây cọc tre quá lớn vào đây. Nó sẽ làm cho đứt rễ. Và sau đây là Trang Hồ Điệp sẽ hướng dẫn các bạn cách vào xốp, vào form của chậu để trồng những cái chậu 5 cây, 15 cây là trồng một mặt. Còn bắt đầu từ 20 cây trở lên thì chúng ta sẽ trồng tròn. Thì ngày hôm nay Trang Hồ Điệp sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào form và cách làm sao vào form được cho cái chậu lan nó đẹp nhất. Thường là các bạn tiết kiệm, cho nên các bạn thường mua các cái xốp ở Đồng Lát về để cắm cho nó đỡ tốn tiền. Thế nhưng mà các bạn biết rằng là cái xốp đấy nó rất là bẩn, rất là dơ, cho nên là bên Trang Hồ Điệp thử hoàn toàn 100% là không sử dụng những loại xốp đó. Thì các mình lên khuyên các bạn lên mua những cái xốp như thế này, cắm 5 phân và 10 phân để các bạn dễ cắt, và khi mà mình cắm ghim ấy thì cái độ chắc của cái xốp này nó sẽ giữ lại cho cái xốp, cho cái cây lan nó được đứng lâu hơn. Cho dù là để 2 tháng thì nó cũng không bị xà xuống. Thì sau đây là bên kỹ thuật của mình sẽ cắt xốp và vào xốp để cho các bạn xem cách mà vào xốp cho một chậu lan. Trong thời gian mà bạn Hưng Prodit của Trang Hồ Điệp vào lan, vào xốp thì Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết hoa hồ điệp của công ty chất lượng và hoa lan hồ điệp của cũng là Đà Lạt nhưng mà có rất nhiều vườn người ta trồng. Cái chất lượng người ta không được đảm bảo. Và người ta nhập giống, có rất nhiều vườn người ta nhập giống từ Trung Quốc. Có rất nhiều người ta nhập giống tại Đài Loan nhưng không phải giống Đài Loan giống nào cũng tốt. Và nhà vườn quan trọng nhất là phải có đầy đủ công nghệ thì mới cây lan nó mới ra được tốt đẹp. Còn có những cái cây lan cũng là ở Đà Lạt nhưng nó rất là nhỏ và chất lượng rất là mỏng manh. Và một số các cái nhà vườn nhập hàng Trung Quốc để trên vườn còn làm giả cả hàng Đà Lạt nữa. Thì mình lưu ý các bạn nên là khi mua hàng các bạn nên sáng suốt và lựa chọn. Đây là một cây lan vườn tại Đà Lạt. Thì nếu như ai cũng nghĩ rằng nếu mà nhập lan cứ ở Đà Lạt đó là lan chất lượng,
Thì cái đấy các bạn thấy xem rằng đúng hay là sai. Ở đâu cũng thế, cũng có hàng chất lượng và cái hàng không chất lượng. Và đây là cây lan của Đà Lạt. Và như tôi thì một cây lan như thế này thì công ty chúng tôi cho đó là hàng C. Và thường chúng tôi không bán ở các cái cửa hàng bán lẻ và bán buôn những cái loại hoa này. Và cái loại hoa này chúng tôi cho đó là loại C. Còn cây lan này là cây lan của Trung Quốc. Cái cây lan này của Trung Quốc thì thường ấy là như cái kinh nghiệm của tôi thì cái cây lan Trung Quốc này ấy nó rất là dễ nhận biết. Đó là cái thứ nhất ấy là cái lá của lan này nó rất là nhỏ, màu xanh nó rất là nhạt, không giống như những cái màu xanh của những cây lá này. Cái thứ hai nữa là cái rễ của lan này nó rất là bé và rất là ít. Thường cái lan này á, một cái cây lan như thế này chúng tôi là 3.5, nó phát triển tầm từ khoảng bắt đầu từ phôi mà ra được cây lan này nó phải mất khoảng gần 3 năm. Còn một cái cây lan của Trung Quốc họ chỉ mất có 10 tháng thôi. Cho nên cái chất lượng của họ rất là yếu. Và như cái mắt của các bạn nhìn ấy là cái cây lan này là cây lan của Trung Quốc và các cái nụ này á là họ không bao giờ họ nở được hết nụ này đâu. Họ chỉ nở được khoảng 5 bông. Còn đâu cái nụ này nó sẽ rụng, nó teo lại và nó rụng. Đây cũng là lan của Trung Quốc. Và ở đây á, thì là tôi đã nhìn thấy là cái vấn đề của lan Trung Quốc bao nhiêu năm qua mà Việt Nam mình đang nhập vào thì là cái chất lượng cây không được tốt, khí hậu chỉ cần ẩm nhiều là cái cây lan này cũng không chịu được và sẽ rất là nhanh hư. Cái thứ hai nữa là thời tiết nóng lên một tí là cũng sẽ không chịu được. Bởi vì hoàn toàn cái cây này họ sống bằng thuốc. Cho nên các bạn nhìn ấy là cái lá của họ nó phát triển nó không được bình thường. Và cái bầu cây này rất là ít. Nó ít rễ, nó chỉ hầu như là nó có dớn không là chính. Và nó rất là ít rễ và cái rễ của nó rất là bé. Nó rất là bé. Và cái lá của họ xanh rất là kỳ. Cho nên ở đây chúng tôi muốn là các bạn lên nhận biết về hoa lan. Cánh hoa rất là mỏng, bé bông và cái thân hoa nó nhỏ, nó mỏng manh. Và các cái nụ này bắt đầu héo. Các cái nụ này bắt đầu héo. Đó, và họ chỉ nở được khoảng 4 đến 5 bông, còn đâu là cái nụ này bắt đầu héo. Và cái bông hoa không bao giờ nở được hết đến đầu bông. Cho nên cái giá trị của cái cây lan vườn, công ty trồng ra sản xuất theo công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế thì là ra được cái giống hoa rất là tốt. Còn nếu như một cây lan vườn trồng ra thì họ cũng không có công nghệ, họ chỉ có một cái nhà vườn và một số máy hút ẩm và tạo gió thì không thể nào do ra được cái hướng hoa và những cái chất lượng cây hoa nó được đẹp như thế này. Còn những cái cây hoa Trung Quốc thì hầu như là không bao giờ ra được hết hoa. Họ chỉ đến được khoảng 5 bông là bắt đầu rụng nụ. Khi các bạn trồng lan hồ điệp, các bạn nên lưu ý đó là khi các bạn trồng lan hồ điệp các bạn cũng vẫn có những cái phụ kiện đi theo kèm theo để cho cái cây lan nó thêm cái chậu lan nó thêm phần sinh động. Thì các bạn có thể làm những cái loại nơ nhỏ như thế này để các bạn trang trí thêm cho chậu lan nó sinh động hơn, nó đẹp hơn. Và những cái du băng như thế này để gắn lên nó sẽ rất là sinh động và đẹp. Và thường những cái cây lan mình bên công ty chúng tôi trồng thì chúng tôi có những cái trang trí thêm. Ví dụ như những cái cây sen đá. Những cây sen đá, những cái cây cao tiểu châm như thế này. Thì thường các bạn á là các bạn lấy cả một cái cây này các bạn cho vào đây các bạn trồng. Đó, thế nhưng mà khi các bạn hiểu ra được rằng là mình trồng như thế là nó sẽ làm cho các cái cây này nó bị nhiễm khuẩn. Bởi vì cái cây sen đá này họ trồng bằng đất. Nên ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn trang trí cái cây sen đá này. Nhưng mà làm sao để nó không có bị nhiễm khuẩn sang cây lan. Thì các bạn nên lấy cái cây sen đá này ra. Các bạn cho vào các cái túi ni lông như thế này. Các bạn sử dụng một cái que tre cũng được mà que sắt cũng được. Rồi các bạn quấn thêm vào.
như thế này. Thì khi các bạn trang trí ấy, các bạn có thể đặt vào đây, các bạn có thể cắm vào đây. Thì cái cây lan thứ nhất nó có đất để nó sống, cái thứ hai nó không bị các cái vi khuẩn ra ngoài, không có bị vi khuẩn ra ngoài thì không ảnh hưởng đến cây lan đó. Và cái cây này á, các bạn có thể sử dụng như thế này và bất cứ một cái cây nào, ví dụ như sen đá, cau tiểu trâm hay là trường xuân, hoặc bất cứ một cái phụ liệu nào mà có đất mà các bạn muốn trang trí cho cây lan. Bởi vì cái cây lan này chúng ta có thể sử dụng được 1 tháng 45 ngày cho đến 2 tháng. Thì trong vòng cái thời gian như vậy mà các bạn để cho nó bị nhiễm khuẩn ấy, thì các cái vi khuẩn nó vào, thì cái cây lan này chỉ sử dụng trong vòng nửa tháng thôi, hoặc 20 ngày thôi là cái cây lan nó sẽ tự hỏng. Còn nếu các bạn giữ kỹ như thế này thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có những cái cây lan để cho sản phẩm cho khách hàng sử dụng 45 ngày cho đến 2 tháng. Cái cau tiểu trâm này ấy, thì rất là dễ, các bạn có thể tách cây ra được. Là các bạn có cái những cụm cây như thế này để các bạn trang trí bất cứ một cái chỗ nào trên cái chậu lan mà các bạn muốn thấy phù hợp thì các bạn cắm vào. Và cái giớn này đã ngâm nước rồi. Và khi cái giớn này ngâm nước thì các bạn có thể là bắt đầu lấy cái giớn này phủ lên các cái gốc cây. Các bạn nên phủ lên các cái gốc cây như thế này để nó giữ độ ẩm cho cây. Khách hàng người ta về từ sử dụng ấy, người ta khi mà ta tưới nước lên thì nó cũng sẽ giữ độ ẩm cho cây được lâu hơn. Và cây này nó sẽ che đi những cái điểm khuyết, đó là che đi những cái lớp xốp xấu của mình. Khi mà các bạn đã làm xong cây lan thì các bạn nên sử dụng một cái khăn sạch có nước ẩm, có ẩm ẩm ấy, các bạn lau từng lá một để cho cái lá lan nó đẹp hơn và nó sạch hơn. Khi các bạn trồng cái chậu lan xong thì các bạn có thể trang trí các cái nơ vào. Tôi ấy, thì Tết ấy, thì tôi rất là thích màu đỏ. Cho nên là tôi hay mua du băng màu đỏ. Những cái loại du băng 4 phân, có những loại 5 phân để về tôi làm mà những cái nơ to để trang trí những chậu lan cho những ngày Tết. Khi kết thúc công đoạn mà trồng thì các bạn nên sử dụng, đó là một cái chai xịt bóng này. Cái này gọi là cái chai xịt bóng, thì là thứ nhất làm cho các cái lá nó bóng hơn, đẹp hơn. Thứ hai là cái này nó có một cái dinh dưỡng để dưỡng cho các cái lá cây nó được tươi lâu hơn. Cho nên bên tôi thường sử dụng các cái sản phẩm này. Các bạn xịt ít thôi, không cần xịt nhiều đâu. Đây là cái sản phẩm của chậu lan mà bên công ty chúng tôi trồng 5 cây. Khi trước khi giao các bạn nên xịt một ít nước để cho cây gốc cây nó được ẩm. Mỗi một bông lan thì các bạn có thể lấy cái kim bấm này, các bạn bấm lại để bảo vệ cho cành lan khi di chuyển và giao cho khách nó được đảm bảo về chất lượng, không bị chảy xước, không bị bụi và không bị mưa, không bị bắn nước vào. Thì các bạn có thể bấm cho nó đẹp lại. Đây là một số cái cách mà chúng tôi bảo vệ hoa khi đến khách hàng. Thì cũng dựa đấy, cũng mong là các bạn là theo dõi và các bạn nên chăm sóc cây, và cũng giống như là ra cây làm sao để đảm bảo được chất lượng cây lan đến tay khách hàng người ta sử dụng được tốt đẹp nhất.